Nghe hỏi thiệt, Tư chia sẻ với con nha. Khi mà mỗi buổi tối á, Tư ngủ á, hay là Tư có thấy điều đó hay không, là tóc mình sau một đêm nó tự nhiên nó thắt, nó bệnh như thế nào? Con rất là mọi người cũng đang thắc mắc vì điều đó. À, không có thấy đâu. Không có thấy ai làm gì, có nghe rụt rịch nhẹ vậy ha. Nghe rụt rịch nhẹ vậy đó. Rồi cái sáng cái thấy khác. Nhưng mà mình làm đúng đi là ông đánh đẹp, đánh bông hoa đồ trong đó tiêu bở ra là thấy có bông hoa vậy đó ha. Còn hỏi mình làm biến thì nó không có cúng đẹp. Không có nhiều, không có không tu có nhiều thì đó, nó sẽ mắc hết cái hình, không có hình, không có đẹp. Còn tại sao mà đánh từ cái bông ở trong cái trong á, giấu ở trong đó. Đặc biệt vậy ha, lúc trước là gì ha. Một tí nữa con sẽ Tư sẽ cho con tôi mở cho con xem ha, để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng mái tóc đặc biệt của mình thì ha. Được, nhưng mà không có rờ được nha. Dạ đúng rồi, con hiểu. Dạ con hiểu, xem thì được. Chào các bạn, thì hiện tại Quang đang có mặt tại nhà bà Tư, hay còn gọi là bà Tư Chè. Thì một cái cơ duyên rất là hay á, thì Quang tìm đến bà Tư vì bà Tư cũng có một mái tóc đanh. Nhưng mà đặc biệt hơn là tóc đanh của bà Tư được thắt bởi Đức Phật Thầy Tây An, đó là bên đạo Bủ Sơn Kỳ Hương. Đặc biệt là bà Tư có một mái tóc đanh mang hình chiếc thuyền Bát Nhã. Đây là một cái điều con cảm giác là rất là tò mò, hứng thú cũng như là may mắn khi được tiếp chuyện cùng bà Tư để chia sẻ những nét văn hóa, những nét hay và những nét tín ngưỡng tâm linh của nước Việt Nam mình. Thì đây là những câu chuyện mà đối với Quang là cả một cái công trình hay, mà những cái chuyến hành trình của Quang đi đều gặp những người cao nhân, những người sẵn sàng giúp đỡ trong những chuyến hành trình của Quang. Thì mong là ngày hôm nay sẽ cho mấy bạn thêm những thông tin rất là hay về mái tóc đanh nữa nhé. Hãy theo bước chân Quang để tìm đến nhà bà Tư và chia sẻ về câu chuyện của mái tóc đanh của bà Tư mang hình chiếc thuyền Bát Nhã. Đây. Bà Tư ơi, thì hôm nay á, thì con là Quang, thì con cũng có một cơ duyên á, thì đến nhà bà Tư thì con cũng được nghe nhiều người giới thiệu cho con về mái tóc đặc biệt của bà Tư là được Đức Phật Thầy Tây An của mình thắt. Thì con cũng rất là tò mò cũng như muốn tìm hiểu về mái tóc của bà Tư. Thì bà Tư có thể chia sẻ giúp con là cái cơ duyên nào giúp cái tóc bà Tư thắt được như vậy, và kể con nghe về cái câu chuyện của bà Tư được không? Thì Tư kể sơ sơ chứ không có nhớ hết nha. Dạ. Không, sự thật là không biết ai đánh. Dạ. Nhưng mà ngủ á, rồi tự nhiên sáng dậy cái mới đầu thì đánh cuối cái đuôi tóc á. Dạ. Thắt bính thôi. Dạ. Thắt bính ba y như người ta thắt bính tầm thường vậy đó. Dạ. Rồi xong cái lần đánh ở dưới đuôi tóc, lần đánh lên tới trên đầu. Dạ. Mà từ từ rồi cái để đánh ra hình. Dạ. Hình ra bông, rồi tự nhiên là mình không có biết ai làm luôn. Dạ. Mà lời dạy thì lời của thầy Phật Thầy Tây An. Dạ. Dạy mình tu hành á. Dạ. Thì lời của Phật Thầy Tây An dạy, cho nên từ đó tu theo lời dạy của thầy. Dạ. Tới nay cũng 12 năm, là bắt đầu đánh là hồi năm 60, nay 72. 72 tuổi rồi. Dạ. Bà Tư ơi, con nghe câu chuyện là lúc trước á, là về con của bà Tư như thế nào? Bà Tư chia sẻ về cái câu chuyện mà tại sao cái cơ duyên nào tìm đến với cái nơi thờ tự của Đức Phật Thầy Tây An. Dạ. Thì hồi xưa thì có đứa con 3 tuổi rưỡi rồi. Dạ. Chưa biết đi, còn ngồi ghế mây á, thì có chụp hình để đó. Ngồi ghế mây á, mà nó biết nói cái đồ ăn chay. Dạ. Nó biết nói đồ ăn chay. Rồi mấy bữa nào cũng ẩm đi bác sĩ hết á. Đi bác sĩ đang chạy điện, chạy gì đó, thuốc rồi cho nó. Cái hỏi thăm ăn chay, bác sĩ nói sao nhỏ yếu đuối vậy mà còn cho ăn chay. Ổng nói không bán thuốc, ổng nói bán thuốc rồi nó không có hết. Như nó bị suy dinh dưỡng vậy đó. Cái nói thôi vậy là ổng đi bác sĩ khác. Thì ra lúc đó là còn xe xích lô, đứng trước cửa đợi xích lô lại đang đi. Thì có gặp cái cô đó không biết ở đâu, đi ngang cái nó nói con bà bệnh đâu, bà đi bác sĩ, bà đi kiếm thầy đi. Biết thầy ở đâu kiếm giờ. Cái sao nhớ lại ngày xưa bà ngoại có nhắc về Phật Thầy Tây An. Cái nói thôi để đi xuống
tìm Phật thầy Thị An mà ông Phật đã qua đời rồi, mình chỉ tìm cái mộ thôi. Dạ. Rồi lại cái mộ đó cầu nguyện với thầy cho con của con nó hết bệnh vậy đó. Cái sau cầu nguyện xong về cỡ chắc cũng cỡ tuần hay 10 ngày gì trở lại gì đó, cái nó đi được, nó đi hơi ra cửa. Ôi mừng quá tôi theo thầy luôn tới giờ. Dạ. Như là tới 60 tuổi rồi thì tóc bắt đầu mới có cái duyên là điển xuống là thắt cho bà Tư. Rồi sau mày tóc mới đánh sau này. Dạ. Mới đánh này 12 năm hả? Dạ. Còn hồi đó là tóc chưa có đánh. Dạ. Lúc mà nó còn bệnh đó là tóc chưa đánh. Dạ. Như vậy là Đức Phật Thầy Tây An ngôi mộ nằm ở núi Sam là kế cái chùa Bà Chúa Xứ đó. Đối diện là Tây An Cổ Tự. Đúng rồi, lại cái mộ đó lại thôi. Thắp hương lại thầy thôi chứ không có thấy thầy. Không thấy thầy không thấy được. Nhưng mà nhờ cái cơ duyên đó thì cháu chị chứ gọi là chị chứ chị mới bắt đầu biết đi lại. Dạ. Dạ. Rồi nó về cái nó biết đi cái mừng quá cái tu theo thầy cầu nguyện tu theo thầy vậy tự ở nhà tu thôi. Dạ. Tại gia luôn ha tự ha. Tu tại gia. Tại gia tới giờ luôn hả? Ngày giỗ của Phật thầy á là 12 tháng 8 thì đi xuống dưới đó là lại vậy thôi rồi về. Là xuống vô cái mộ Tây An vô cái mộ Phật thầy á mấy năm trước á. Dạ. Như vậy là nếu mình thắt như vậy là 12 năm thì nếu mà đo ra là khoảng 1 mét chưa Tư ha? Hơn à. Hơn ha. Cỡ 1 mét mấy. Tư cao một thước 6 đó thì chắc cũng cỡ thứ tư quá. Dạ, vậy độ vậy thôi chứ nào giờ không có đo. Tôi biết không, con đi rất là nhiều người có mái tóc đanh này thì nó là một cái điểm chứng cho những cái thuộc về những cái mảng tâm linh cũng như là những cái văn hóa tín ngưỡng tôn giáo thì có Phật trời thì mới thắt được như vậy. Thì con đi được bà Tư nè, rồi ông Tám nè, rồi bà Năm nè, rồi bà Hai, rồi ông Hai rất là nhiều. Thì hôm nay thì con cũng có một cái cơ duyên nữa gặp với bà Tư, nhưng đặc biệt là cái tóc bà Tư thì không bởi bà Diêu Trì Địa Mẫu thắt, tại những cái người mà con từng đi qua là do mẹ Diêu Trì thắt hết. Thì đặc biệt là bà Tư thì nằm ngủ là không thấy mẹ Diêu Trì mà thấy Đức Phật thầy. Đúng không? Đó rồi cái cái sau cái tóc ránh lên rồi hồi đó ở đi chùa lắm. Dạ. Rồi hỏi khổ thì kêu mẹ Quan Âm cứu khổ. Dạ. Rồi giờ thầy dạy đường tu á. Dạ. Con phải đi sang sao vậy đó, cái rồi giờ tu theo thầy là dạy của ông đó. Xuống dưới nghe cái 10 điều Đức Phật thầy Tây An dạy đó. Dạ. Cái nhập tâm hết luôn. Tức là nghe đọc sách hay là nghe trong đầu mình? Lúc đó là nghe người ta đọc đó, cái ông đó ông mù mà ông đi vòng mộ thầy dưới đó đó. Ông đọc. Ông ca 10 điều Phật thầy Tây An. Dạ. Cái ổng cái hàng ngày câu nào tôi cũng sáng suốt hết á, anh nói vậy thì mình về mình hành theo cái lời dạy của ông đi. Tư ơi, vậy con hỏi Tư nha, tức là Tư nghe qua là Tư thuộc luôn hả? Nghe qua rồi. Chưa có thuộc mà nó đã thuộc lắp dắt rồi. Dạ. Rồi về nhà cái bán chè cái giờ nào rảnh leo dẫm cái lặp lại. Dạ. Lặp lại từ cao vậy đó. Rồi cái sau có nhỏ cháu đó, nó đậu với nó lên nó chơi. Dạ. Con của chị bạn cái nó thấy tôi ngồi vừa đọc lại là lời của thầy dạy 10 điều của Đức Phật thầy đó, cái nó nói con nhà con có để con cho để coi. Cái coi qua cái thuộc hết ráo luôn hà. Tôi đọc cho con 10 điều đó được không? Được. Rồi tôi đọc cho con nghe, đọc cho những cái người đồng đạo bên đạo Vũ Sơn Kỳ Hương hay là Phật Giáo Hòa Hảo nghe. Dạ. Mà giờ tiếng Phật không biết đọc được. Tiếng người bình thường đi Tư. Điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ, lòng trung kiên muôn thuở còn điêu, dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang dây con đó, nếu ngã lòng thì cầm khó tiêu tan. Việc chi con ở dưới trần gian đều là quyến hoặc chớ mang nơi lòng. Điều thứ hai thầy khuyên đệ tử, tình bạn bè phải giữ thủy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô, dìu dắt nhau điểm tô công quả, phải thật thà với cả chúng sanh, thiệt thòi cam chịu gia đành
thì vô vi phẩm hạnh thầy dành cho con. Tu đi tu mãi tu hoài, tu sao mà được đáo liên đài mới tu. Mẹ ngồi ngự chốn chương đài, nhãn thiên mẹ ngó trần ai từng phần. Ai về Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Quá hay luôn. Đi dạ, nghe lời đó tự tu chứ không có biết nhiều, để đi không đi đâu nhiều, đi vậy nghe lời của thầy dạy vậy thôi. À, Tư ơi, con hỏi Tư nè, làm sao mà Tư có thể thờ thuộc mà rành rọt như vậy luôn, mà quá nhiều như vậy luôn? Thật sự là con là trẻ nghe, nhưng mà con đọc chút xíu rồi con quên, mà sao mà Tư như vậy? Thầy nói là thầy phóng điển quang khắp cả hoàn cầu, con đâu từ những chỗ hiểm sâu lằn điển thánh của thầy cho được. Do đạo sách Bửu Sơn ghi lược, ở nơi nào cũng có sĩ hiền. Những người này do nguyệt tiên thiên chuyển cơ hóa đặng xây cơ đạo. Họ đã có tên trong sổ đạo nên thầy ban cho họ pháp lành, mà tùy đức tài của kẻ tu hành mà thầy sẽ phối phân trọng trách. À, thầy vậy. Là như vậy ha. Tức là tự nhiên trong đầu mình rồi, không thuộc lại trên điển xuống, phóng điển xuống là mình phóng điển quang khắp cả quần cầu, mà mình tập trung tư tưởng lại hết là mình cái nhớ chữ trong đó hết là nó nhớ lại của ẩm dạy là mình nói ra được, suy nghĩ lung tung là nó quên hết hẳn. Dạ, nhớ vậy đó. Mình cứ tập trung hết tập là tự nhiên cái chữ nó ra hết. Rồi, quá hay luôn, quá quyền vi. Cái đó quyền vi đúng không? Quyền chi. Dạ. Bởi vậy em nói vô vi không thấy mà linh. Dạ. Chỉ tin với tưởng tự mình tầm ra, đạo không có ở nơi xa, trong tâm có đạo tại người ta không tầm. Dạ đúng rồi, quá hay luôn. Những cái câu nói của Đức Phật thầy rất là hay. Thì bên đạo mình á, thì con biết là thứ nhất là đạo bên Phật thầy Tây An là đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, tiếp đến là bên Đức Quỳnh Giáo Chủ là đạo Phật Giáo Hòa Hảo, cũng tiếp cái bước đó thì mình thờ Chằn Đỏ. Thì con một tí nữa thì con được vào với bên trong để xem được cái ngôi thờ tự của bà để thờ bên bên mình. Tại thường con đi những nơi khác thì ít có những cái mái tóc đanh á, ít ai mà thờ bên Đức Phật thầy Tây An cũng như là Đức Quỳnh Giáo Chủ. Nói cái đó là điều đặc biệt ở đây của mình. Lời của thầy dạy chứ tôi không biết hết, tôi lặp lại lời thầy dạy vậy thôi. Dạ, cho nên rất là đặc biệt. Tôi là cũng người thường thôi, mà lời của thầy dạy vậy rồi hành theo vậy thì được kết quả. Dạ. Ông cứ nói mình hành đúng đi là quy phước lại, đúng kết quả, chứ còn hãy mình làm sai là không có được gì hết. Từ ơi, thứ nhất là theo ai thì người đó sẽ hỗ trợ hậu độ cho mình. Thì có lẽ là Tư đi theo Phật thầy Tây An rất là lâu, thì cho nên thầy thấy được cái điều đó, cho nên thắt tóc của Tư đó con chắc chắn Tư luôn. Chứ Tư cũng đâu thấy mẹ diêu trì, cũng đâu thấy ai đâu, không thấy ai hết. Chỉ thấy bà là bên hồi đó Tư đi có cái bà đó, bà cứ thấy cái tóc của Tư lạ, bà theo bà hỏi Tư đánh ở tiệm nào vậy. Tư nói tôi không có đánh tiệm nào, mà ai làm tôi cũng thấy luôn. Nói vậy cái bà nói, bà nói sao gì kỳ, tóc của mình mà anh ta lại anh ta làm mà bà không thấy là sao, tôi không biết. Thì nghe bà nói vậy tôi mới giải thích cho bà nghe. Bà ơi, bà thắc mắc quá, tôi nói cho bà nghe, cái người vô hình ta làm sao tôi thấy được, phải hữu hình là tôi thấy. Dạ, đúng rồi. Cái bà mới xin lỗi, bà nói vậy thôi tôi không biết, tôi xin lỗi. Dạ. Đó là vô hình thiệt, đâu có thấy được đâu. Dạ, những cái vấn đề thuộc vào những mái tóc đanh như thế này nè là thật Phật bệnh, Phật trời bệnh thôi, chứ người ta đâu có làm được mái tóc như thế này được đâu. Con đi nhiều, con ngày xưa lần đầu tiên con đi thì con cũng không biết, con cũng thắc mắc rất là nhiều. Khi gặp hết người này tới người khác, hết bà này tới ông khác thì con cảm giác là rất là quyền vi, mà những con người tu hành hay là những người có căn lớn rất là nhiều bên Phật á thì mới được thắt cái tóc đó, giống như là được điển xuống vậy. Dạ. Chính tôi còn không thấy ai làm để đè, nhưng mà tôi biết tại vì lời của ông thầy dạy không. Dạ. Ông thầy Phật thầy Tây An ông dạy, ông nói ra cho mình biết vậy đó. Là trong sách là tự đọc ha. Cái sách đọc mà không có thuộc bao giờ đâu. Dạ. Nhưng mà nó nhập tâm rồi thầy mới nói là thầy phóng điển quang khắp cả quần cầu, như là thầy nói lần con đâu thấy những lời cái lần điển đó đâu có thấy được, mà nó có. Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà tối con hỏi thiệt nha, hỏi thiệt tôi chia sẻ với con nha, khi mà mỗi buổi tối á tôi ngủ á hay là tôi có thấy điều đó hay không, là tóc mình sau một đêm nó tự nhiên nó thắt nó bệnh như thế nào, con rất là mọi người cũng đang thắc mắc vì điều đó. Không có thấy đâu, không có thấy ai làm gì, có nghe rụt rịch nhẹ vậy ha. Nghe rụt rịch nhẹ vậy đó, rồi cái sáng cái thấy khác. Nhưng mà mình làm đúng đi là ông đánh đẹp, đánh bông hoa đồ trong đó tiêu bở ra là thấy có bông hoa vậy đó, ha. Dạ. Còn hỏi mình làm biến thì nó không có cúng đẹp. Không có nhiều, không có không tu nhiều thì nó sẽ mất hết cái hình, không có hình, không có đẹp.
tại sao mà đánh từ cái bông ở trong giấu ở trong đó. Đặc biệt ha, lúc trước là gì ha. Một tí nữa con sẽ Tư sẽ cho con tôi mở cho con xem ha, để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng mái tóc đặc biệt của mình ha. Được, nhưng mà không có rờ được nha. Dạ đúng rồi, con hiểu. Dạ con hiểu, xem thì được. Thì tôi mở ra coi xíu. Nhưng mà hồi đó giờ cũng chưa ai đụng vào ha. Không ai đụng được hết trơn á. Nhưng mà con hỏi Tư nha, hồi đó giờ Tư có tắm gội là như thế nào không? Thì có tắm, nhưng mà tắm gội, nhưng mà cái phần này là không có gội tắm gì hết, tắm cái da đầu thôi. Cái da đầu mình nó nực, nó đổ mồ hôi đó, nó nực. Còn thì tóc thì gội. Còn đây là không, hoàn toàn không có xà bông gì vô đó hết rồi á. Có thấm nước, nó ướt thì lát nó khô, ví dụ vậy đó. Đi mất mưa cũng vậy, rồi lát nó khô chứ không có được gội ngay cái này tôi không có gội gì dứt đó, để nguyên vậy. Hồi đó bây giờ, hồi đánh tới giờ là 12 năm. Nhưng mà 12 năm của Tư như vậy là có ai nói là đừng cho gọi, đừng có ai nói về điều đó không? Không, nhưng mà người ta biểu đừng có cắt vậy thôi. Tôi lại gặp cái bà già đó, bà tôi không biết, tôi hỏi bà sao tóc con vậy hết. Ân trên làm dấu con rồi, nó làm dấu vậy thôi chứ không nói gì. Con đừng có cạo cắt là bệnh. Thành ra thôi về nghe rồi để vậy luôn. Ở đây á, tóc đanh á, thường người ta cắt hay là người ta đụng vào á, thành những người bề trên xuống là nếu mà cắt là bệnh và là có thể là mất mạng luôn. Còn nếu mà Tư được ơn trên như vậy á, thì cũng Tư cũng tại vì Tư bên đạo Bửu Sơn Kỳ Hương đúng không, là đạo bên Phật giáo thì Tư cũng rất là hiền, rất là chân thật và chia sẻ với con giống như bà cháu vậy đó. Thật sự con cũng rất là quý đó, tại vì con đến đâu á con cũng được cái sự tiếp đón rất là hay, cũng nhờ Tư thấy con biết làm sao mà Tư cũng giúp đỡ con để quay như thế này đúng thì, không Tư? Tư cũng dòm thấy con cũng có cái nét của lỗ tai đó, có trái tai hay trái tai giống Phật á. Thì Tư tin tưởng là cái người hiền. Dạ con cảm ơn Tư nhiều. Nói chuyện nhiều. Bình thường Tư cũng né, Tư cũng ít có dám tiếp lắm. Tại vì người ta thì người về người khác đâu ai giống ai đâu. Không dám nói. Tư thôi bây giờ mình vô trong kia, mình tham quan á, trong kia của mình đi để coi nó như thế nào hết Tư ha. Rồi. Thì đây là cái ngôi thờ tự của bà Tư. Thì bà Tư tu theo đạo của Đức Phật Thầy Tây An, tức là đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Thì cũng thờ Trần Đỏ và có Đức Quỳnh Giáo Chủ của mình. Thì đây là một cái ngôi thờ tự của người đồng đạo xây cho bà Tư, chứ bà Tư không có tự động xây như thế này. Thì do theo đạo cho nên những người đồng đạo của đạo miền Tây mình rất là quý nhau, quý những người đồng đạo cho nên luôn là mở rộng vòng tay để xây dựng những cái ngôi thờ tự như thế này để hướng về đạo của mình là đạo Bửu Sơn Kỳ Hương hay là Phật Giáo Hòa Hảo. Rồi, mình trong đây chỉ có bao nhiêu thôi cho nên là Quang chỉ chia sẻ một phần nhỏ thôi. Bây giờ mình ra mình gặp tiếp bà Tư để bà Tư chia sẻ về câu chuyện của bà Tư nhé. Pháp mình ta tu hành. Ta tu hành. Chứ nếu mình không quay mình không biết được đâu. Tư ơi, con nghe nói là Tư cái ngôi thờ tự của mình là được mấy người bên Phật á, bên đồng đạo á họ cắt cho mình đúng không Tư? Đúng rồi, người ta lại tự nhiên người ta phát tâm ta cắt cho, chứ còn từ đó giờ tu tại nhà rồi tự hiểu nhiều làm nhiều mà. Tư cho con coi tóc nha. Rồi đây bà Tư đang cởi tóc ra cho mọi người xem nè. Tư ơi, tóc ở trên là của Tư bạc rồi hả Tư ha? Đánh từ hồi mới đầu thì đánh ở dưới đuôi tóc nè, mới đánh cái đuôi tóc. Dạ. Xong từ từ đánh bính thôi. Dạ. Bính thôi cái từ từ cái đánh lên lần tốt trên đây luôn. Dạ. À, giờ nó dài về không biết ở đâu đem về mà tóc từ đó ít lắm. Ôi kẹp cái kẹp ba lá còn kẹp ba lá còn rớt nữa đó. Dạ. Mà giờ không biết ở đâu đem về quá tay vậy nè rồi. À, giờ tôi chỉ cho con nghe. Tu mà hãy siêng năng mà tu thiệt. Ông đánh cho tới cái bông, thấy không? Thấy bông không? Mà nói về giấu cũng không dám cho ai biết. Tại thấy cậu không hiểu sao mà lại cho gói đấy chứ. Chứ vậy là không dám bông, cho bông, có bông, thấy không? Thấy bông không? Dạ thấy. À, bông nè, bông từ từ, mà từ giấu bên trong nè. Rồi nó dài quá, tôi thả ra, bớt đất vậy nè, ra tôi quấn lên cho nó gọn vậy lúc thôi. Trước á, là nó có một cái thiền bát nhã đúng không Tư? Đó có, giờ đánh kiểu khác rồi. Đánh kiểu khác rồi. Nhưng bây giờ con nhìn cũng giống chiếc thuyền nè Tư nè. Đó thì con... Nếu để gì là nhìn cũng tưởng giống chiếc thuyền đây nè. Trên đây là cái đuôi hả Tư ha? Quên, con xin lỗi, con đụng vô. Đây là... Cũng giống chiếc thuyền Tư ơi.
lát rồi tôi cho cái sự mầu nhiệm không có dám khoe hết ha. Dạ. Khoe là rụng ra đó. Vậy đó hả? Rồi cái tôi không có dám khoe, tại tại nay sao thấy con thấy thương rồi làm lại. Dạ con cảm ơn Tư nhiều, nghe nói con cũng cảm động nữa. Nè, đó cái nè, ông miễn đều vô trong rồi nè, đó đó đứng ngoài này nè. Rồi cái bữa tôi cho cô bạn coi cái sao rớt ra cái rồi giờ đứng vô trong. Dạ không cho ai coi nữa. Ông đứng ha, đứng ở trong đây ha. Đứng vô trong rồi. Rồi, đó đó không biết cái đứng ngoài này nè. Cái tôi hỏi, hỏi bà biết ai luôn. Cái cũng nói vậy cái sáng sau cũng ra. Cái tôi lượm tôi cắt còn nè. Là ý tôi nói là Đức Phật thầy Thái An. Nó là tôi không được nói. Trời dạ rồi con hiểu nên... để con nói thôi, về tôi không nói dạ con hiểu rồi. Nhìn sao nó nhìn. Dạ. Không có được khoe. Dạ con hiểu tí tư ở trong đạo thì không được khoe. Giống như là hồi đó là ông đứng ở phía ngoài. Tư ơi cái này là tự nhiên là nó có cái hình thù vậy hả Tư? Anh không biết ai làm mình đâu có thấy đâu. Nhưng mà nó gớt ra rồi hả Tư? Gớt ra rồi đó, Tư lấy cái. Nhưng mà cũng không ai biết ha, Tư không cho ai biết hết ha. Không biết các bạn có nhìn rõ hay không ha. Thì phía trên nó là có cái đầu nè, có cái mão nè, có cái tai nè, mà thắt sâu ra cái hình giống hình người gì. Đúng không Tư, có nói đúng không? Nhìn vô là thấy rõ có cái mão phía trên nè, có cái mặt người nè, có cái tai là y chang không. Thì theo Tư á, quyền vi thì gọi là Đức Phật Thầy trên cái thuyền Bát Nhã. Nhưng mà còn tin hay không là tùy theo cái tâm mỗi người. Thì cái cơ duyên có nhìn thấy hay không. Còn con với Tư thì nhìn thấy sao nói vậy. Tại mình là người cũng hiểu bên Phật Pháp thì có sao mà nói vậy thôi chứ mình không... Dạ. Tư thấy người ta mà lời kinh thì lời của Phật Thầy không. Lời của Phật Thầy dạy đó. Ra lời Phật không à. Ừ. Dạ. Vậy thôi, tư báo vậy thôi chứ còn không có... Tư nói tu thì... ăn thiệt nó thiệt làm thiệt vậy thôi hả? Dạ. Ba điều đó là cứ làm vậy đó. Dạ. Ăn thiệt là tu đó. Tư nói... Ồ, vậy thì dễ, vậy tôi tu được chứ còn biểu tôi đi đây đi kia nọ kia là tôi không có biết, tôi không có làm được tại vì nhà cũng đơn chiếc nữa. Yeah. Đó. Tư ơi, đây là cái hình ha Tư ha. Rồi ai thấy sao thấy nè. Đó, tự nhiên thắt mình sao mình thắt bông 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 được nè. Tùy mỗi người, ha. Mỗi người tin thì tin. Đó. Dạ. Đó. Rồi thấy gì thì mọi người, con nghĩ là mấy các bạn trên cái mà có xem á thì họ sẽ nhìn thấy hết trơn, họ sẽ bình luận ở dưới là nói là cái này là cái gì hết nè. Cho mọi người xem nha, đây là cận cảnh luôn nè. Đó, đây là cái đuôi tóc là từ từ, từ đây nó đánh lên hả Tư ha? Từ đuôi đánh lên. Đánh lên từ từ trên đây. Trên đầu luôn vậy đó. Dạ. Mà hồi mới đó là thắt đính thôi chứ không có ra hình nha. Dạ. Mới ra hình đây nè, mới ra hình 2 năm nay nè. Mới ra hình 2 năm nay là 12 năm là mới ra hình 2 năm nay thôi. Dạ. Chứ hồi đó là không có hình. Hồi đó thắt đính. Đó, bây giờ mọi người đây là cái nơi là quyền vi nè. Không biết là mọi người có thấy hay không thì mọi người cứ nhìn nghe. Rồi cho Quang một cái bình luận, ai thấy gì thì xem cái đó. Còn đây là bông là con thấy thật sự là bông nè. Mà mình nói theo ý của Tư là đúng là bông thiệt ha Tư ha. Hay ha Tư ha. Dài lên vậy đó. Dài lên đây. Là chỉ là gội đầu phía trên thôi, còn trên đầu gội là trên mình này nè, gội trên da đầu này thôi. Dạ. Chứ còn đây cẩu gội gì hết á, mười mấy năm nay không có gội như này. Nhưng nó vẫn không có gì hết bình thường. Không. Nó có bị ướt nhưng mà nó rồi nó khô là tự nhiên nó chứ không có sập sống của trà xà bông vô đó. Cái điều đặc biệt ở đây là cái khúc này nè Tư, cái bệnh nó ở dưới này nó to hơn Tư. Nhưng mà mỗi cái nơi con đi á Tư thì nó sẽ có một cái hình khác nhau. Hầu như là đầu của gắn thần nè, rồi ông quy nè, rồi long lăng quy phụng, rồi có cái đầu rồng. Còn đây là một cái đầu mà nghiêng về giống như là một cái đầu tóc đanh á. Thì con nghĩ là nó mang một cái hình tượng của bên đạo Bửu Sơn Kỳ Hương là đặc biệt nhất mà con từng gặp. Đúng không Tư ha? Dạ. Nó có một cái thì mình phải ráng tù cho nó được để thầy buồn. Dạ, để thầy buồn. Tư dễ thương quá Tư. Tư, cái này thì mỗi người thì nó có một cái mái tóc khác nhau. Tuy nhiên là của mình là trước đây thì con nghe nói là cái thuyền Bát Nhã. Còn bây giờ thì tùy theo cái tâm mỗi người mà nhìn thấy, tùy theo cái cơ duyên của mỗi người nhìn thấy được cái hình trong đó. Dạ, mình không có nói. Đây nè, mọi người khơi cận cảnh hen. Đó. Còn đây là cái chót đầu nè. Nói chót đầu là con nhìn thấy giống như chiếc thuyền nãy con có nói đó. Thì không biết mọi người thấy như sao thôi. Nó dài xuống đây nè. Nó dài quá rồi. Nó bết rồi tôi mới quấn lên cho nó tròn, cho nó gọn.
Dạ. Bởi vậy mà không hiểu làm sao hồi đó tóc ít lắm, kẹp cái kẹp ba lá còn rớt đó. Dạ ha. Tóc tư ít lắm. Mà ở đâu mà đem về nhiều như vậy? Ở đây đem lùm. Ở trời đem xuống đó, tư. Trời đem xuống chứ đâu có người thường có được mấy tóc này. Sao đó. Dạ. Quyền di là có thiệt luôn đó. Quyền di là có thiệt để mình chứng minh được là Phật trời là có thiệt, ông bà tổ tiên tất cả đều có hết đó. Để cho mình tu hành. Dạ. Khỏe à? Tức là bây giờ là mình phải nói chuyện ra là nó mới khỏe, còn nếu mà để trong lòng không nói vậy là nó mệt. Là nó mệt, nó quay nhà cửa đất đai quay trong chóng nhắm mắt lại, tại vì tôi có bị mấy lần rồi tôi biết. Mới đầu thấy vậy mình tưởng đâu mình bị bệnh. Ai vậy đâu, bạn lại thăm cái mình nói với nó xả ra cái xong hết nào không hay. Tức là mình chia sẻ về những câu chuyện Phật pháp, về cái câu chuyện của mình, rồi mình trò chuyện về cuộc sống thì từ từ nó hết. Cái nó hết, nó nhẹ nhàng lắm, như là nó không có động lại đẳng ứ hay gì đó. Cái nó khỏe ra cái ủa vậy là bánh vậy ha, ai biết đâu nè. Tư ơi, thì bây giờ cái mái tóc mình vậy á, mình không có muốn miếng vải để mình ra đường mình bịt lại, chứ mình cứ để bình thường mình chạy xe ngoài đường. Vậy chạy đường cũng để vậy nè. Người ta có hỏi không? Không có ai hỏi hết trơn á, tại vì cái này tự nhiên nó vậy chứ phải mình làm nữa thì chắc mình bị tội. Dạ. Hỏi này tự nhiên. Thấy không ai hỏi, đi ngang mấy ông cảnh sát đứng lộ á. Tôi tính chạy chậm chậm, năng hai ông hỏi nói ông thông cảm, tại vì cái này tự nhiên vậy tôi không có cái nón nào đội được. Mà mấy ông không có nói hết trơn, thôi chạy luôn. Tư, còn khi mà tư bạ lên thế này nè, quắn lên cho nó mát á, thì nhìn thấy cái chóp đầu lên thế này, chóp tóc á lên đẹp lắm. Nó như là một cái lệnh bài vậy đó. Một cái lệnh bài phía trên nhìn đẹp lắm. Thì tự nhiên vậy đó, không biết sao đâu. Đúng không? Là cái chót luôn á, quắn lại là cái chót nằm trên đó là nó y sinh vậy luôn. Hồi mới là đánh cái chót ra trước á. Mới đầu tiên là đánh cái chót ra trước rồi cái từ từ vô trong vô trong từ từ mới hai năm nay mới thắt bông đó. Chứ hồi đó không có bông. Hồi đó đánh bính thôi. Vậy đó ha. Quyền di quá luôn á. Tại nhưng mà Tư ơi, Tư có thấy là mỗi năm nó ra dài hơn hay không? Ra dài à. Ra dài mà mình không có đo. Không biết bao nhiêu. Nhưng mà không biết bao nhiêu, nhưng mà thấy nó dài dài càng ngày càng dài mà càng nhiều. À, tức là 12 năm nay là như vậy luôn. Ờ, như vậy là con nghĩ là 12 năm mà ra khoảng 1 mét mấy, một nãy là mình hạo hạo là khoảng 1 mét 4 đi. Thì mình từ tắc chiều á, cao 1 mét 6 mà từ cái khúc trên nếu là 12 năm vậy là 1 mét tắc, 1 tắc á, 1 năm ra khoảng 1 tắc khoảng khúc gì. Dạ. Đó, nó ra mình biết. Mà không biết bao nhiêu thôi, nhưng mà ở nay con hạo hạo là khoảng là 1 tắc á. Nó không biết nhiều à. Tại vì con đi mấy cái vị kia là mỗi năm ra 1 tắc. Dạ, nó mà mỗi năm ra 1 tắc, tắc đúng vậy đó. Mà cô Tư định ở bên Bến Tre là ra mà có khúc có ngắn như luôn một tắc đúng luôn nè. Kết thúc một tắc. Ha. Dạ nó có thấy rõ ràng một tắc luôn. Còn của mình là mình bệnh dài vậy nè, mình không thấy cái ngắn. Nhưng mà cái tóc đanh của mình đặc biệt hơn á Tư, là nó có bông. Con rõ ràng thấy bông 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 bông. Bông á, mà thấy đi đúng hành đúng là nó ra bông, còn hơi hỏng không đúng thì nó mắc. Không có gì hết. Nó xuông đục nó. Được, hôm nào con cho Tư coi á là ông rồng là có luôn, mái tóc giống như hình con rồng có đuôi hai cái mông lên có mắt luôn. Hồi xưa mới đánh thì ta nói có ông rồng đó, rồi giờ sao tự nhiên ra hình khác rồi. Chứ hồi mới đầu đánh. Giống như cái cơ duyên nó chuyển á Tư, cái từ 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 mỗi ngày thì chuyển sang một cái hình khác, giống như là cho mình biết được là ơn trên có hiện diện hoài luôn, chứ không có bao giờ họ thấy mình đang làm những gì. Đúng không Tư? Theo con nghĩ trong đầu là gì? Tôi thấy có là gì, tôi thấy nếu mà tôi gặp được người tốt hơn, mình nói chuyện tốt hơn, thì nó ra bông. Nó ngộ lắm. Giờ thấy bông ra liền, khác liền á. Dạ. Thấy lơ là mình bỏ qua thì nó nằm xuống im ru vậy. Mà rõ ràng đúng không Tư? Tức là con nghĩ là Phật muốn biết là hạng thật sự đang hiện diện ở đây, là cho mình biết được là mình làm cái gì là Phật đều biết hết. Ơn trên hậu độ là biết rõ ràng luôn. Bởi vì tôi thấy tôi là người dốt mà tôi đâu có tu nhiều đâu. Dạ. Tại sao kinh kệ của thầy cho cái nó nhập vô vậy đó. Rồi nghe theo lời kinh vậy tu hả chứ không. Tức là cái điều mà Tư nói á, cũng cảm hóa được một số vị mà không có biết về Phật kinh, để họ có thể là đọc được, biết được kinh Phật.
Cái thứ hai là những người trong đồng đạo thấy được cái tâm niệm của Tư tốt như vậy đó, họ cũng càng ngày càng đọc. Để một ngày nào đó họ nghĩ là những vị đồng đạo nghĩ là sẽ được điển vô và nói cái gì cũng biết, giống như là được đọc kinh rành rọt như Tư vậy đó. Nhưng sao mà nhớ được, quá hay. Mà 72 tuổi gì là minh mẫn lắm luôn á Tư. Thầy nói chắc tu hồi nhiều kiếp mà sao quá, chứ kiếp này thì tu ít đó mà. Kiếp trước thì tu nhiều. Nhưng con nghĩ là vậy, con nghĩ là kiếp trước có tu, kiếp này mới là con Phật mới có được mái tóc vậy. Cái ra rồi cái mình tự nhiên cái lời dạy của ổng nhắc lại cái mình nhớ hết rồi. Vậy đó. Chứ kiếp này mình đâu có đi được nhiều đâu, đâu có nhà đơn chiếc rồi, ở nhà đâu có đi được nhiều như người ta đâu. Dạ. Mà bà giới thì thầy cho nhập tâm vậy, lặp lại cho nghe thôi. Bởi vì Tư nói trước, Tư nói tu không phải là thầy, nhưng mà tôi nhắc lại lời đó là lời của thầy đó, chứ không phải lời của tôi. Rồi sao nói vậy, dân miền Tây mà. Tôi không có biết gì hết đó, làm, nhưng mà tôi biết là lời đó là lời của thầy. Tôi tự nhiên thâm thuộc thì gọt lại cho quý vị nghe thôi, chứ tôi không phải là thầy. Nhưng mà Tư, con hỏi Tư xíu, nó nghe là như vậy đó, thì những cái kỳ chẳng hạn 12 tháng 8 á, là tới lễ á, thì Tư là đi về cái chùa Tây An Cổ Tự thôi. Chứ Tư có về Tòng Sơn hay là chạy ruộng chưa? Thì có, tại xuống dưới rồi tùy duyên, có ai đi theo chứ không biết được đi. Dạ con hiểu rồi, nhưng mà có duyên thì Tư đi lên núi Cấm á, núi Sam á, thì Tư có thể là ghé thăm chạy ruộng, núi Két á. Dạ ngày tí xíu tới. Có dạy cho cái bài mà về bãi núi đó. Dạ, là có. Cho nên này Tư mới đi về bãi núi, Tư biết. Dạ đó. Biết hết bãi núi. Còn muốn về một cái nơi mà hành đạo đầu tiên á là cái chùa Tòng Sơn thì ở dưới Đồng Tháp, thì Tư cứ hỏi có về chùa Tòng Sơn cũng được. Dạ. Đồng Tháp thì tôi chưa mới tới về chỗ đó. Ở Đồng Tháp là Tòng Sơn á, là nơi Phật đầu tiên hành đạo đó luôn á. Dạ, Phật Thầy Đại An á. Thầy có dẫn cho cái bài mà đi về bãi núi. Tôi đọc cái bài đó cũng cả tiếng hai tiếng đồng hồ mới rồi á. Nhưng mà vậy là một dài dữ lắm, nếu mà một tiếng hai tiếng đồng hồ mà sao mà Tư nhớ hết luôn. Tôi làm cũng bất ngờ, làm sao mà con có trí nhớ siêu phàm như Tư được. Bây giờ cái gì bãi núi hay dữ lắm luôn. Đúng rồi, bãi núi viết gì hay lắm, lắm luôn. Đầu tiên đó là bên núi Két của mình á. Két, đúng rồi. Để sao giữa chỗ núi Két thật là mầu nhiệm bao nhiêu. Dạ, núi Két là đầu tiên bên đạo Bú Sơn Kỳ Hương. Sau đó thì câu chuyện về núi Cấm sẽ nổ ra, thành đền đài nó hiện về. Thì cái là câu chuyện của chỗ núi Cấm nó hay quá luôn. Cái Tư tự nhiên Tư cũng có câu qua rồi. Không phải coi rồi thuộc lần đâu nha. Coi rồi không có thuộc gì hết. Nhưng mà năm, ba năm sau gì đó không biết, cái tự nhiên cái mình ký ức nó hiện về này, cảnh này ngoài này nó hiện ra sao sao là bên trong đây thuộc vậy đó, chứ đâu có vậy là ở trên rồi, ở trên điển xuống rồi chứ làm sao mà chứ không phải coi thuộc liền đâu, không có thuộc liền mấy năm sau mà thuộc lại mới hay. Cái tự nhiên cái thôi mình nhớ rồi, tự nhiên ông cho mình thuộc bài vậy, mình cũng ngạc nhiên lắm á. Nó ủng hộ những cái này mình có coi rồi, mình coi lâu quá rồi mình đâu có biết gì đâu, thì tự nhiên giờ nó thăm. Tư ơi, thì hôm nay thì con thật sự rất là vui khi được trò chuyện với Tư về những câu chuyện về, thứ nhất là về cái câu chuyện xưa mà Tư đã từng trải qua về gặp Đức Phật Thầy như thế nào, đồng thời về cái mái tóc đanh là được đanh 12 năm nay, và những cái câu chuyện mà Tư kể con cảm giác rất là vui. Thì con mong là trong thời gian sắp tới, nếu con có một cái cơ duyên nhiều hơn nữa thì con sẽ đến thăm Tư. Bây giờ thì cũng chưa, cho nên giờ hai bà cháu mình ăn cơm. Giờ mình ăn, hai bà cháu mình ăn cơm. Thì nãy giờ trò chuyện với con á, thì Tư có cảm giác là mệt hay là vui hay như thế nào không? Tư thấy khỏe đó, cũng như là gặp được cái người tu hiền là mừng lắm. Còn con không có tu, con chỉ đi quảng bá thôi. Thầy con không có tu, nhưng mà cái khuôn mặt của con nó đã hiện ra cái người này. Dạ, người hiền, người thật. Cảm ơn Tư. Chứ không phải là người hiện là cái hiện ra nét mặt khác. Dạ vậy ha. Mặt mày nó đầy đủ, nhưng nó lỗ tai rồi, nó có trái tai ấy vô hoặc đó. Cảm ơn Tư nhiều. Thôi giờ con chào các bạn, cũng như là Tư chào các bạn. Để thôi mình tạm biệt video tại đây, và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau nha Tư. Hẹn gặp chào các bạn. Cảm ơn Tư nhiều. Dạ. Cảm ơn mấy bạn đã xem hết video này. Nếu video hay, mấy bạn có thể nhấn đăng ký phía bên tay phải của Quang ha. Đồng thời mấy bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của mình xem chung. Điều ấy cho Quang rất là nhiều động lực để làm video tiếp theo hay hơn, hoàn thiện hơn và có cơ hội đi nhiều nơi hơn thế nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mấy bạn ở video tiếp theo. Bye bye.